Lại xin chào toàn thể các bác làm thợ nuôi ong nhé. Ngày hôm nay thì em xin chia sẻ cho các bác mới nuôi ong là cách sử dụng bình xịt khói, cũng như là giới thiệu cho các bác là về cái ưu điểm khi các bác sử dụng cái bình xịt khói trong cái nghề nuôi ong mật. Thì đầu tiên là đây là cái bình xịt khói mà em đang sử dụng này. Hôm nay thì bắt đầu khai thác mật vải thiều. Đối với cái thời điểm khai thác mà chúng ta không có cái bình khói này thì sẽ không làm được các bạn. Đấy, thì các bác có thể là tham khảo đặt hàng một cái bình khói ở cái số điện thoại em để ở góc màn hình video. Còn ưu điểm của nó thì khi các bác sử dụng ấy, thì cái thứ nhất là nó giảm sự hung hãn của đàn ong khi các bác khai thác mật hoặc là các bác thăm nuôi ong. Đấy, cũng giúp chúng ta thao tác rất là nhanh. Và cái bình xịt khói này thì đây là cái bình khói Inox 304 này. Hàng này thì nó là hàng loại 1, cực kỳ là dày. Và cái thứ hai nữa là các bác sử dụng ấy thì nó sẽ không bị han rỉ theo thời gian. Đấy, ví dụ như cái bình này thì em sử dụng là tầm đến nay tầm 4 mùa rồi các bác. Đấy, vẫn bơm hơi rất là căng. Còn bình này thì nó cấu tạo là hai phần các bác nhé. Một phần là tạo đựng nhiên liệu này, cái phần thứ hai là tạo khí này. Khi các bác bóp này thì khí nó sẽ đẩy sang và khói sẽ nhả ra. Còn những cái nguyên liệu để tạo ra khói thì nó có nhiều nguyên loại liệu, nhưng mà cơ sở nhà em thì thường thường là mình sẽ sử dụng bằng cái bìa cắt tông này. Cái bìa này thì sử dụng khói nó sẽ đượm hơn, mà cái thứ hai nữa là cháy rất là bền. Đấy, các bác căn cái tỷ lệ, ví dụ từ dưới lên đây nó rơi tầm khoảng 20 phân thì các bác cắt tầm khoảng 16 phân cho em như thế này. Đấy, và các bác quấn này, muốn nó cháy lâu thì các bác quấn chặt. Đó, quấn chặt vào thì nó sẽ được. Đấy, các bác cứ quấn như thế này, quấn bao giờ vừa một cái ống thôi nhé. Đấy, hoặc là nhỏ hơn một chút cũng được. Đấy, tránh tình trạng to quá hoặc là dài quá xong cắt rất là vất vả. Đấy, khi làm xong thì chúng ta có thể là mở ra chúng ta ướm. Đấy, ướm thử thì như thế này là đã ok rồi. Bây giờ bước thứ hai thì nó đơn giản thôi. Đấy, các bác chỉ cần đốt, bao giờ nó cháy là được. Đấy, còn các bác cứ đốt trực tiếp như thế này này. Đấy, không thì các bác nếu trại ong lớn thì có thể là làm cho mình thêm là một cái khò. Đấy, còn không thì các bác cứ lấy cái bật lửa các bác đốt thì một lúc là nó sẽ ok. Đấy, còn hàng thì bình khói này thì vào cái thời điểm này mới cả mũ bảo hộ thì em bán rất là nhiều các bạn. Đấy, bán cực kỳ là nhiều luôn ở trong cái thời điểm này. Đấy, khói thì các bác thấy là cái này nó khi mà châm lên nó rất là đượm, nó đượm hơn là trấu hoặc là mùn cưa rất là nhiều các bạn. Đấy, chúng ta châm gọi là cho nó cháy bén bén đi rồi đút vào thì chúng ta bơm lên ý. Một lúc nữa thì khói ra rất là nhiều. Đó, còn thời điểm này mà không có cái bình khói thì làm rất là lâu, bởi vì ong của các bác thì đa số rất là đông. Đấy, làm tay bo thì rũ xuống thì cái thứ nhất là lên nó đốt, nó giữ mật mà. Cái thứ hai nữa là ong nó không tụt được xuống dưới chân cầu các bạn. Đấy, làm rất là vất vả luôn. Đấy, còn khi đút vào đây như thế này này, đấy, tạm tạm rồi thì các bác bóp. Bóp để cho khói nó lên. Đấy, bóp thì các bác cứ mở ra như này, các bác bóp này. Đấy, để cho khói nó lên, nó đượm đi. Để chúng ta đóng lắp vào thì là ok. Còn bây giờ mà các bác đóng lắp luôn ý, thì nó sẽ không đượm được và có khả năng nó sẽ bị tắt bếp các bạn. Đấy, các bác bóp như này một lúc. Đấy, bởi vì đây là nó chưa cháy đồng đều. Nó cháy đồng đều lên thì cái mức độ khói ra rất là nhiều luôn. Đấy, bình khói thì nó có nhiều loại. Một loại thì cái này bóp rất là yếu. Yếu thì cái lượng khói nó ra không đủ để cho đàn ong nó sợ được các bạn. Các bác phải sử dụng những cái bình loại 1. Đấy, đắt hơn một vài chục nghìn đồng nhưng mà hiệu quả đem lại khá là cao. Đấy, bắt đầu nó cũng đượm đượm dần rồi đây các bác này. Đấy, đượm đượm dần rồi chúng ta có thể là đóng lắp vào như thế này. Đó. Đấy, và chúng ta bóp. Này, lượng khói nó ra nó chỉ tầm này nó chỉ được 40% thôi các bạn. Đấy, nhưng mà thời điểm nữa nó cháy lên thì là ok. Đó. Đấy, còn bác nào muốn mua sử dụng trên cái bình khói này thì liên hệ cho em nhé. Em để số điện thoại góc màn hình video ấy. Còn là bên nhà em là bán tất cả những cái phụ kiện dùng trong nghề nuôi ong mật. Thì bác nào còn thiếu cái gì trong cái thời điểm khai thác mật này thì liên hệ. Đấy, em để số điện thoại góc màn hình video ấy. Bây giờ thì chào các bác nhé. Hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau.